Xin chào các bạn, video này mình giới thiệu một đôi dao sashimi và đề ba nhé. Đôi dao này thì đề ba lưỡi 18cm, sashimi thì lưỡi 20cm. Thì đây đều là hàng thủ công của nàng dao Seki hết ạ. Đấy, ký hiệu của nàng dao đấy, Made in Seki Japan nhé. Dao nhà mình lấy tại xưởng luôn ạ. Con này con đề ba cũng thế ạ. Quấn chặt quá không rút bằng cái là cái gì này. Hình như con dao này thì lưỡi dao 18cm, dao dày 8 ly, dày 8 ly nhá, dao rất là dày ạ. Đấy, cán gỗ, dao dày 8 ly lưỡi 18cm, nặng khoảng 350g nhé. Đấy là con đề ba chuyên làm cá, bộ đôi dao này chuyên làm cá nhé. Con này thì thái sashimi này, thì lưỡi của nó là 24cm, vừa phải nhé, không ngắn quá mà không dài quá. Bộ này tối đa là lưỡi dài 24cm, không có 27,30cm. Còn đề ba thì lưỡi 16,5cm và 18cm thôi nhé, không có to hơn ạ. Dao rất là đẹp, đấy, được khắc thủ công luôn. Bạn nào mua thì inbox cho mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây ạ.